Chế Linh đau xót khi vợ đã hủy hoại hết cả tài sản, tài liệu, hình ảnh, kỷ niệm. Mới đây tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã tâm sự về nỗi tiếc nuối khi bị mất những đồ vật kỷ niệm xưa và niềm vui khi được về nước biểu diễn. Khi sang nước ngoài định cư, tôi để lại hết tài sản và tài liệu quý giá của mình cho gia đình, chỉ đi người không, vợ con tôi cũng bỏ lại. Sau này, vợ con, người nhà tôi đã hủy hoại hết tất cả tài sản, tài liệu, hình ảnh, kỷ niệm của tôi, không còn gì cả. Tôi mất hết mọi thứ, từ sách báo, băng đĩa tới giải thưởng. Tôi vẫn nhớ, hồi trước tôi ở Canada, Chế Phong gọi điện cho tôi và nói: "Ba ơi, giải của ba, mẹ chuẩn bị đem ra đốt rồi." Tôi phải nhờ Chế Phong cất giải thưởng đó đi, gửi sang Canada để tôi làm kỷ niệm. May quá Chế Phong cũng gửi sang cho tôi, nên đến giờ tôi vẫn giữ được cái giải thưởng này. Vợ tôi, vợ cũ Chế Linh, mẹ của Chế Phong đã tiêu hủy một số tư liệu quý giá. Từ băng nhạc, sách báo tới đĩa nhựa, giải thưởng, huy chương, tôi rất đau lòng nhưng cũng thông cảm cho vợ tôi. Đến giờ, tôi chỉ còn vọn vẹn lại một tấm bằng khen từ huy chương vàng đệ nhất hạng nhì, rất méo mó. Nhưng thôi, có còn hơn không, tôi cảm ơn Chế Phong. Khi sống tại Canada, tôi cũng được một số bạn bè bên Việt Nam gửi qua một số báo chí, tư liệu họ còn giữ được về tôi. Tôi có được rất nhiều tư liệu quý. Không may năm đó, thành phố tôi ở lại gặp một trận mưa lớn, khiến nhà cửa lụt lội. Toàn bộ báo chí và tư liệu về tôi đã được bạn bè gửi sang, đã bị nước lũ làm ướt hết, dồn cụm như đống bùn, chỉ còn lại một số ít, tiếc vô cùng. Nhiều người hay hỏi tôi, đã đi nước ngoài rồi thì đi luôn đi, còn về làm gì? Nhưng tôi phải về với quê hương, với khán giả của tôi. Tôi không hề ngoảnh mặt với quê hương và tôi đã trở về với quê hương với khán giả. Năm 2007, tôi về nước lần đầu theo UNESCO để làm các công tác văn hóa của người Chăm. Năm 2008, tôi được Bộ Ngoại giao mời tới trò chuyện và được hỏi có muốn tổ chức đêm nhạc không. Nhưng tôi chưa làm show vì khi ấy chỉ muốn làm công tác văn hóa người Chăm. Là một nghệ sĩ, tôi luôn mong mỏi được hát cho tất cả mọi người, không phân biệt ai hết, mọi giới đều được nghe tôi hát.